Thưa quý vị và các bạn, khoảng một tháng trở lại đây, các bệnh viện có chuyên khoa nhi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ghi nhận số bệnh nhi nhập viện tăng cao, chủ yếu là các bệnh liên quan đến đường hô hấp do thay đổi thời tiết. Mặc dù thực kê 50 giường bệnh, song hiện khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đang có gần 70 bệnh nhân nhi nhập viện. Đa số các bé mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm tiểu phế quản, viêm phổi cấp tính, viêm amidan, viêm tai giữa, mũi xoang. Ngoài ra, còn một số trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm như cúm A, cúm B, tay chân miệng, đau mắt đỏ. Tại các phòng khám nhi của bệnh viện, số trẻ đến khám hàng ngày cũng tăng cao. Một tháng lại đây thì cái tỷ lệ khám về trẻ em tăng lên rõ rệt, tăng tầm khoảng 15 đến 20 và 30% một ngày. Ví dụ bình thường những cái tháng trước thì tỷ lệ ví dụ một phòng khám nhi nó tầm khoảng 5-60, nhưng hiện tại thì tầm khoảng 80 đến 90 trẻ. Thậm chí có những ngày thứ bảy hoặc chủ nhật cuối tuần thì số lượng trẻ đi khám với những cái bệnh cấp tính thì tăng rất là lớn. Có thể lên đến 120 đến 150 các cháu khám, phải 3 phòng khám nhi mới đảm bảo được. Thời điểm đầu mùa đông, sự thay đổi nhiệt độ từ nóng sang lạnh đột ngột, độ ẩm không khí tăng cao là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc, vi khuẩn, virus phát triển. Trong khi đó, hệ hô hấp là cơ quan đầu tiên trực tiếp chịu những tác động này. Bé Đặng Minh Anh, 22 tháng tuổi, ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đang điều trị tại khoa Nội Nhi 2, Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Hưng Yên, do có triệu chứng sốt, ho đờm, khò khè, được các bác sĩ xét nghiệm chẩn đoán bị viêm tai giữa, viêm phế quản phổi kết hợp cúm A. Điều trị ở nhà được 3 hôm kháng sinh không đỡ, vào đây thì điều trị bác sĩ tìm ra hướng giải quyết nó đúng hơn, nên là nhanh khỏi hơn. Khoa Nội Nhi 1 và Nội Nhi 2 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên đang điều trị cho hơn 80 bệnh nhi, chủ yếu là các em bé dưới 2 tuổi, thậm chí có nhiều bé mới khoảng từ 2 đến 3 tháng tuổi cũng phải nhập viện. Đa số các bé bị bệnh liên quan đến viêm đường hô hấp. Tác nhân gây nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ hiện ghi nhận được vẫn là các loại vi khuẩn, virus thông thường như virus cúm mùa, virus adeno, virus hợp bào hô hấp RSV hay vi khuẩn mycoplasma. Tuy nhiên, trẻ sinh non hoặc trẻ có bệnh nền đi kèm khi mắc bệnh có nguy cơ trở nặng hoặc diễn tiến dai dẳng hơn. Khuyến cáo đến gia đình, các bậc phụ huynh cũng như là các thầy cô nuôi dạy các em bé thì nên để ý em bé mà có các cái vấn đề bất thường thì nên đi khám sớm, nên khám ở các cơ sở chuyên khoa về nhi, giúp cho cái việc mà chẩn đoán và điều trị của bác sĩ nó sẽ được kịp thời hơn. Thế ngoài ra thì mình cũng không nên tự ý mình điều trị bất cứ gì cả. Bệnh lần trước với bệnh lần này của em bé có thể là triệu chứng nó giống nhau nhưng mà mặt bệnh thì nó không giống. Để phòng bệnh, người dân nên cho trẻ tiêm phòng đầy đủ một số bệnh đã có vaccine phòng ngừa như viêm phổi phế cầu, cúm mùa, sởi, rubella, quai bị. Cho trẻ ăn thức ăn nóng ấm, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Cho trẻ vận động, tập thể dục, mặc thêm áo ấm, đeo khẩu trang khi ra ngoài trời vào buổi sáng hoặc buổi tối.